Ok, chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nói về blockchain là gì và Bitcoin là gì được không ạ? Rất là nhiều người ta nhầm lẫn giữa Bitcoin và blockchain, nhưng thật ra nó hai thứ hoàn toàn khác nhau được không anh chị? Blockchain là một cái công nghệ truyền tải dữ liệu và bảo vệ dữ liệu hệ thống mã hóa rất là tốt, và nó không cần một cái trung gian nào cả. Và hệ thống blockchain là một hệ thống rất là đặc biệt mà nó mang một cái sự cách tân, cải tiến hoàn toàn trong cái hệ thống về internet. Chúng ta thường biết rằng là cơ sở dữ liệu của chúng ta thường dùng là một cái cơ sở dữ liệu mà chẳng hạn như ví dụ như quốc gia hay là ngân hàng, chẳng hạn người ta có một cái thông tin dữ liệu nào đấy của khách hàng người ta lưu lại. Ví dụ như là chúng ta bị mất điện hoặc là chúng ta bị đánh cắp hoặc là hacker, chúng ta sẽ bị biến mất cái dữ liệu đấy, đúng không ạ? Bên cạnh đấy thì những dữ liệu này có thể chỉnh sửa được, và cái việc đấy nó sẽ ẩn chứa cái việc là không tin tưởng, mất niềm tin và gian lận. Mình ví dụ thế này là ngân hàng lưu một cái số lượng thông tin dữ liệu khá là lớn ở trong một cái data nào đấy là A, nhưng mà nếu như chẳng hạn bị mất điện thì sao, thì nó sẽ biến mất, đúng không ạ? Nên người ta sử dụng một hệ thống gọi là hệ thống backup, người ta sẽ lưu cái dữ liệu ở trong máy A sang máy B. Nếu máy A đã bị tấn công hoặc bị mất điện thì người ta sẽ sử dụng máy B để backup trở lại, nhưng mà cái dữ liệu đấy đã bị mất đi rồi và dữ liệu đấy có thể bị chỉnh sửa, đúng không ạ? Còn trong hệ thống blockchain thì là hệ thống mà được lưu và không thể chỉnh sửa được, và nó là một hệ thống mà chuỗi tất cả mọi thứ trên hệ thống internet. Khi nào internet toàn cầu sụp thì hệ thống blockchain mới sập xuống, cho nên là một hệ thống cực kỳ an toàn và bảo mật, và nó không thể nào chỉnh sửa được nếu như đã nhập dữ liệu xong rồi. Đó là một cái điều cực kỳ tuyệt vời, và để đảm bảo tránh những cái việc là nguy cơ chúng ta sẽ bị lừa gạt, đúng không ạ? Bị mất cái vấn đề về niềm tin. Mình sẽ ví dụ là trong thời chúng ta đang tràn ngập một cái thứ gọi là niềm tin, mà niềm tin này không được bảo chứng với bất cứ một điều gì cả. Mình sẽ ví dụ cái này nhé. Chẳng hạn như mình đến ở cửa hàng của bạn hoặc là cửa hàng nào đấy, mình mua xong cái áo, sau đấy người ta bảo mình thanh toán là 1 triệu đồng chẳng hạn đi, mình ký cho mình ghi tên, ghi giá trị là 1 triệu đồng rồi mình ký xuống dưới rồi mình đưa cho người ta được không ạ? Rồi người ta cầm cái tờ đấy đi đến chỗ khác, người ta mua một cái sản phẩm khác với 1 triệu đồng được không? Tất nhiên là sẽ không được, đúng không nào? Vì người ta không đặt niềm tin vào mình và mình không có giá trị gì cả. Cái số tiền mình ký như vậy không có giá trị gì hết, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn thường ngày hàng giờ và đang làm cái điều đấy, chính là chúng ta đang cầm một cái tờ tiền trị giá 1 triệu đồng để đi mua bất cứ thứ gì đấy với được chứng thực rằng niềm tin của ngân hàng và quốc gia. Và cái điều này chính là cái điều mà rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ này này, nguy hiểm là ví dụ như cái quốc gia đấy, một cái người đứng đầu của hệ thống đấy mà gian lận hoặc là làm cái điều gì đấy không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái quá trình đấy, và nó ẩn chứa. Ví dụ như một số quốc gia hiện tại đang bị gặp khủng hoảng về tài chính, tiền của họ gần như mất giá cả 10.000 lần, nghĩa là người ta có thể đưa ra cả vài trăm kg, nghĩa là một chồng tiền chỉ để mua một cái bánh mì hoặc là một cái trứng gà. Đó là vấn đề tiền của cả quốc gia bị mất giá. Vì sao? Khi chính phủ và ngân hàng họ cùng nhau in tiền đồng loạt, in rất nhiều, và chính điều này làm cái tiền nó bị lạm phát và ảnh hưởng kinh tế rất là nhiều. Đó chính là lý do vì sao dân toàn cầu đang đặt vào niềm tin một cái thứ gọi là trung gian này, chính là quốc gia hoặc là ngân hàng quốc gia của họ. Bây giờ khi mà con người hiện đại hơn và thông minh hơn thì người ta không còn muốn đặt niềm tin vào một con người, một hệ thống nào của con người tạo ra nữa, mà người ta muốn đặt một niềm tin một cái trung gian nào đấy một cách tự động hóa, một hợp đồng thông minh. Thì đó chính là hình thành cái sự đó là sự hình thành đầu tiên và cái yêu cầu đầu tiên của cái blockchain, một cái hợp đồng thông minh hoạt động một cách minh bạch và tự động, chúng ta không thể chỉnh sửa, không thể thay đổi được. Đó chính là cái nền tảng đầu tiên của blockchain, nó tạo ra từ như vậy. Để tìm hiểu rõ hơn về blockchain là gì, để mình dễ hiểu hơn thì các bạn nên gõ trên Google blockchain là gì, hoặc là tìm hiểu trên các bài báo như bài viết ở nước ngoài để tìm hiểu rõ hơn, đúng không nào? Còn Bitcoin nó là gì? Bitcoin là một trong những cái thế hệ đầu tiên về tiền mã hóa được hình thành từ hệ thống blockchain. Nhớ nhé, Bitcoin được tạo ra giữa các sự kết hợp giữa blockchain và hệ thống tiền mã hóa, để hệ thống thuật toán để tạo ra tiền Bitcoin. Cho nên là người ta hay nhầm lẫn là Bitcoin là blockchain là Bitcoin, nhưng thật ra nó không phải là vậy, đúng không nào? Hãy phân biệt cho thật rõ, Bitcoin chỉ là nền tảng đầu tiên, thứ nhất của hệ thống blockchain mà thôi. Hệ thống blockchain thì có rất là nhiều cấp bậc 2, 3, 4 về tiền sau này, rất là nhiều. Các bạn cần phải tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, đúng không ạ? Mình sẽ ví dụ một cái ví dụ thứ hai, chẳng hạn như thế này. Khi mà chúng ta ví dụ chẳng hạn như có một đoàn quân khoảng tầm 10.000 quân để đánh một cái tòa thành nào đấy, ở một cái quốc gia nào đấy chẳng hạn đi. Khi 10.000 quân nó chuẩn bị tấn công một cách bí mật thì tỷ lệ thắng rất là cao, nhưng mà ở trong cái 10.000 quân đấy có một vài người ở đấy, người ta tham của, tham tiền hoặc là làm cái gì đấy, người ta lén đến trước và báo tin để người ta báo trước cái tòa thành đấy biết là sắp bị tấn công thì sao? Thì cái tỷ lệ thắng sẽ bị giảm đi, đúng không nào? Vậy làm nào để cam kết cả 10.000 quân đấy, 10.000 người đấy không tiết lộ điều đấy, thì người ta cần một cái trung gian, một cái người mà bảo chứng bảo chứng cho cái vấn đề là 10.000 người này để không bị lộ rò rỉ thông tin, hoặc nếu ai rò rỉ sẽ bị phạt. Thì ở trong cái thế giới chúng ta thì chúng ta không hề có một cái gì đủ lớn để làm điều này hết. Hệ thống pháp luật của toàn cầu cũng rất là khó, vì chính những người ở trên cao, những người nắm quyền lực và nắm cái quyền hành ở phía trên cao, người ta cũng không thật sự là minh bạch và tốt bụng, hiểu không ạ? Thì nên khi mà bắt đầu con người ta không đặt niềm tin vào con người nữa, những người dân không đặt niềm tin vào con người mà đặt niềm tin vào hệ thống máy móc và hệ thống mã hóa nhiều hơn, thì đó là cơ sở đầu tiên để hình thành hệ thống blockchain và Bitcoin, đúng không ạ? Thì chúng ta nghiên cứu rõ hơn về cái hệ thống này thì chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút. Thì hệ thống blockchain này hiện tại đang là ở hệ thống là 3.0 và sắp tới nó sẽ hình thành sang 4.0. 1.0 đầu tiên nó là tiền tệ và thanh toán, có nghĩa là nó hình thành các cái tiền mã hóa để thanh toán này nọ. Sau đấy thì nó hình thành nên hệ thống về tài chính và thị trường là blockchain 2.0. Nó là nói về các cái ứng dụng về ngân hàng, về các quy mô của các blockchain đưa vào cái tài chính thị trường vậy. Sau này thì hệ thống 3.0 là thiết kế và giám sát những cái chẳng hạn như là lĩnh vực giáo dục, y tế, rồi nghệ thuật này nọ liên quan như vậy. Hệ thống blockchain 4.0 là những hệ thống sau này nó còn mạnh mẽ hơn, nó sẽ bung ra toàn cầu và sử dụng một cách toàn bộ. Các bạn biết đấy, thì tất cả mọi thứ này được hình thành theo quy trình là sẽ tiến hóa lên để làm sao cho thuận tiện và thoải mái nhất và an toàn nhất cho người dùng, đúng không nào anh chị? Con người chúng ta đã hình thành sử dụng tiền từ vỏ sò, sau đấy chuyển sang kim loại là vàng bạc, sau đấy chuyển sang là tiền giấy, đúng không? Sau đấy sử dụng các tiền số, chẳng hạn tiền con số ở trong Vietcombank mà nó cứ thay đổi, hay là Vietinbank nó thay đổi đấy, là tiền số. Bây giờ thì chúng sẽ chuyển sang cái nền tảng là cao hơn, nó chính là tiền thuật toán, chính là tiền về blockchain này đây. Chúng ta cần phải tìm hiểu cái này vì đây là một cơ hội thực sự rất là hay. Nhớ nhé, tất cả những thông tin mình truyền tải cho các anh chị thì nó sẽ có những phần thiếu sót và phần chưa đủ. Các anh chị nên tìm hiểu qua báo đài và đọc kỹ hơn. Trên đấy thì có rất là nhiều thông tin cho các anh chị đọc. Ok chưa nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp theo để bàn đến những vấn đề tiếp theo ở video sau. Ok, xin chào các anh chị, mình là Hoàng Minh Thiện đến từ TradeCoinVietNam.